yummy yummy yummy. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Hôm nay thì Hạnh Minh Thái cùng anh xã sẽ cho các tình yêu của Hạnh Minh Thái ở nhà thờ ăn món cơm tấm sườn nướng nha cả nhà. Thức dậy từ hồi sáng sớm nè. Rồi bây giờ là anh xã đang nướng sườn nha. Sống mà làm những việc có lợi ích cho cộng đồng và xã hội thì đó là cái điều hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của Hạnh Minh Thái nha các bạn. Và cũng là một hoài bão mà Hạnh Minh Thái luôn luôn ước ao để mà mình trở thành một người có lợi ích cho xã hội. Cơm tấm đây, nấu 4 nồi lớn như vậy nè nha cả nhà. Xà lách cà chua dưa leo ngon quá các bạn ơi, ăn kèm nha. Nước mắm này không ớt để em ăn nha. Nước mắm này thì có ớt, người lớn ăn. Ở đây có dưa chua nữa nè. Rồi có mỡ hành nữa nha các bạn. Đầy đủ luôn nha. Có dưa hấu ăn tráng miệng nữa nha. Xăm bổ lượng. Một chút nữa sẽ để nước đá vô nha cả nhà. Sâm bổ lượng là ở trong sâm này, là trong món này là có sâm tươi của Hoa Kỳ nữa nha, chứ không phải mà nói sâm bổ lượng mà không có sâm đâu nha. Quá đặc biệt rồi. Cơm sườn còn có canh súp để ăn kèm nha. Ngon chưa cả nhà? Vui quá cả nhà ơi. Yummy yummy yummy. Vui quá vui quá. Hai ba bên luôn đó, ông mục sư với bà mục sư của em đó cả nhà ơi. Ở trong đây còn có một gia đình ở trong đây đấy nè, đây nè Sarah nè, Esther nè, nhã ca nè, vui ghê á.